Trương Thanh vốn là một cái lính đánh thuê, một lần nhiệm vụ bị mai phục, sau khi tỉnh lại phát hiện cư nhiên đi tới hỗn độn thế giới, chính mình biến thành một luồng hỗn độn kiếm khí. Đều nói dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, nhưng Trương Thanh lại không tin cái tà này. Xem Trương Thanh như thế nào tại hồng hoang trong thế giới vật lộn phong vân, xông ra một cái không giống nhau hồng hoang. Chương một, trong hỗn độn một kiếm linh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trương thanh khôi phục ý thức muốn mở mắt ra nhìn tình huống bên ngoài nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể mở hai mắt ra đây là làm sao vậy người thực vật trương thanh nóng nảy càng gấp lại càng là không mở mắt ra được đột nhiên cảm giác mình trở nên nhẹ nhàng vài năm lính đánh thuê trong lúc sinh tử tôi luyện ra ý chí có tác dụng chậm rãi bình tĩnh lại có thể cảm nhận được bên ngoài rõ ràng không có mở mắt a à, lạ thật theo Trương Thanh chậm rãi thích ứng, cảm giác chung quanh hỗn độn một mảnh, trên dưới trái phải đều trống rỗng. Mà chính hắn lại biến thành hình dạng một thanh kiếm, thân kiếm hiện lên trạng thái nửa trong suốt màu lam nhạt, che kín hoa văn thần bí, những hoa văn này một sáng một tối chậm rãi lóe ra, chung quanh một ít khí thể màu xám nhàn nhạt theo hoa văn thần bí lóe ra, chậm rãi bị hút vào thân kiếm. Trương Thanh có chút há hốc mồm, đầu óc không đủ dùng, tuy rằng chấp hành nhiệm vụ đặc thù lúc cũng thường xuyên tiếp xúc một ít không tự nhiên hiện tượng nhưng là cũng không khoa trương như vậy a à. này hắn meo meo tại thành kiếm nhân rồi đời trước phiền nhất chính là tiện nhân đã đến thì cứ yên tâm hắn cố gắng di động thân thể muốn nhìn xem địa phương xa hơn một chút có vật tham chiếu gì hay không ít nhất trước tiên phán đoán phương vị của mình một chút theo thân kiếm di động chậm rãi xuyên qua từng đoàn từng đoàn khí khối màu xám tro những khí khối này rõ ràng từng chút từng chút bị thân kiếm hấp thu mỗi một tia hấp thu tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn một phần trái tim thấp thỏm của trương thanh cuối cùng cũng có chút an ủi ít nhất trong không gian yên tĩnh này có chuyện để làm nếu không sớm muộn gì cũng phải nổi điên trong không gian hỗn độn này cũng không biết đã bay bao lâu càng không biết đã hấp thu bao nhiêu loại khí khối màu xám kia dù sao tốc độ thân kiếm bây giờ gấp trăm lần trước tải xuống trong nháy mắt có thể xuyên qua vô số khối khí cứ như vậy một mực không ngừng bay tới bay lui bay mệt mỏi liền dừng ở trong một khối khí nghỉ ngơi chờ hấp thu đủ liền tiếp tục bay thẳng đến có một lần bỗng nhiên từ bên người hắn bay qua một đạo bóng đen tốc độ so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều mơ hồ cảm giác bóng đen kia có vài cái xúc tu cái này dọa trương thanh nhảy dựng rốt cục đụng phải một cái vật sống nhất định phải đuổi theo xem nếu có thể trao đổi thì tốt rồi trước tiên biết rõ đây là nơi nào rồi nói sau vì thế trương thanh xoay kiếm đuổi theo bóng đen đuổi theo rất lâu cũng không thấy bóng đen kia nữa vốn tưởng rằng đuổi mất rồi bỗng nhiên phía trước truyền đến chấn động kịch liệt từng đoàn khí quyển màu xám bị chấn động tản ra bốn phía lộ ra hai thân ảnh đánh nhau một cái là cả người bốc cháy hình thú có hai đầu tám chân thân hình so với hắn cái này ba thước dài kiếm thân cao lớn rất nhiều rất nhiều so sánh xuống Trương Thanh phát hiện tên kia cương nhiên cao trăm trượng, người kia một thân đen kịt, giống như một con cá tám móng, chỉ là bộ vị đầu lại mọc ra một cái miệng rộng giống như cá mập, chính là bóng đen từ bên người hắn bay qua. Trương Thanh cẩn thận ẩn mình trong một không khí màu xám, nhìn đại chiến phía trước. Từng trận gào thét từ trong chiến đoàn truyền ra, thỉnh thoảng còn có ánh lửa tia chớp xuất hiện, chỉ chốc lát sau, toàn thân bốc hỏa tên kia một cái đầu trong đó không cẩn thận bị hắc sắc cá mập miệng cho cắn xuống, trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng trào. Nếu không là cách thật xa, Trương Thanh đều sợ đem chính mình cuốn vào, liền này còn có từng trận lửa nóng truyền đến, đều có thể cảm giác được trong đó nhiệt độ cao, Trương Thanh khống chế khí đoàn lại lui về phía sau. Trong hoàn cảnh xa là quỷ dị này, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho tai bay và gió. Cũng may là, hiện tại bốn phía đều là khí quyển màu xám bị kích động bay tới bay lui, phỏng chừng cũng không phát hiện được hắn. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, một xúc tu của đầu cá mập cũng bị lửa thiêu rụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai vị kia đều điên cuồng lên, càng hung ác cắn xé lẫn nhau, xa xa Trương Thanh đã không thấy rõ ai là ai. Không biết qua bao lâu, chiến trường bên kia chậm rãi an tĩnh lại, Trương Thanh chậm rãi bay về phía trước một khoảng cách, phát hiện bên trong có một đám lửa và một đám hắc khí cuồn cuộn, đồng quy vu tận đây rốt cuộc là đồ chơi gì trương thanh tới gần muốn cẩn thận quan sát một chút đi một vòng quanh hai khối đồ vật này không phát hiện dị thường đều tản ra một loại khí tức giống như khối khí màu xám thấy hai đám đồ vật đều không có phản ứng trương thanh tiện vèo vèo dựa vào dùng mũi kiếm đâm vào đám lửa kia lúc đầu ngọn lửa kia không có phản ứng vì thế trương thanh đánh bạo dùng sức đâm một cái lần này có thể đâm vào tổ ong vào vẽ ngọn lửa kia bị đâm một cái tản ra chia làm vô số tiểu hỏa đoàn liền hướng thân kiếm vọt tới, trương Thanh không nghĩ tới sẽ có biến hóa này, lập tức đã bị ngọn lửa bao bọc lấy. nhất thời cảm giác kiếm thân của mình đều muốn hòa tan, trương thành trái sông phải đột cũng vọt không ra vây quanh, nhất thời tàn nhẫn cũng sông lên. nếu chạy không thoát, vậy thì hút ngươi. tự như bình thường hít khí quyển màu xám, cố gắng khống chế hoa văn thần bí trên thân kiếm nhanh chóng lóe ra, trong lòng mặt niệm hít hít không nghĩ tới một chiêu này lại thật sự có tác dụng, ngọn lửa bao bọc bên ngoài thân kiếm đang nhỏ đi, chậm rãi bị trương thanh từng chút từng chút hút vào trong thân kiếm. Trong nháy mắt khi hỏa diễm bị hấp thu xong, trương thanh cảm giác trong ý thức của mình, tự như tràn vào vô số ý niệm, thiếu chút nữa đem ý thức cho nổ tung, một hồi lâu sau mới tiêu hóa hết những tàn niệm kia. Cũng dần dần hiểu được vị trí của bản thân. Nơi này lại chính là lúc thiên địa chưa mở trong hỗn độn, toàn bộ hỗn độn không gian vô hạn rộng lớn bị chính mình hấp thu đoàn hỏa kia chính là ở trong hỗn độn sinh ra vô số thời gian tới nay cũng chưa bao giờ du đãng đến phương không gian này biên giới chung quanh màu xám khí đoàn chính là từng đoàn hỗn độn khí ồ trong ý niệm rõ ràng còn có hấp thu hỗn độn khí phương pháp điều này làm cho trương thanh mừng rỡ dù sao chỉ là dựa vào tự thân thần bí hoa văn lóe ra hấp thu vẫn là có chút chậm tìm một khối khí hỗn độn thử dựa theo phương pháp kia hấp thu một chút, quả nhiên so với tốc độ bị động hấp thu bình thường của mình nhanh hơn rất nhiều. Trương Thanh cuối cùng đại hỷ, quả nhiên phú quý hiểm trung cầu, thật đúng là có ngoại ý muốn chi hỷ, nhưng là ngẫm lại vừa mới mạo hiểm, vẫn là có một tiên nghĩ mà sợ, đồ chơi này vừa mới nếu là hắn gánh không được, vậy bị hấp thu có thể hay không chính là hắn là mình. Nhìn bên cạnh còn trôi nổi ở nơi đó một đoàn màu đen đồ vật, Trương Thanh rối rắm muốn hay không hút một ngụm nếm thử, nhưng là nhìn cái kia đen như mực chậm rãi lăn lộn một đoàn, cái này rõ ràng không phải cái gì thiện loại A. À. Vẫn là màn nhỏ trọng yếu, nếu đã thân ở trong hỗn độn, vậy kiếp trước trong tiểu thuyết những hỗn độn ma thần kia hẳn là có không ít, đừng không cẩn thận đụng phải một cái lợi hại, vậy thì xong nghe con rồi. Chờ mình cường đại một chút rồi nói sau, trước không nên lãng, dù sao hiện tại hấp thu hỗn độn khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mạo hiểm không đáng giá, vì thế Trương Thành rất tự tâm điều chuyển kiếm thân. Về một cái bay vô tung vô ảnh, tốc độ cư nhiên nhanh hơn trước rất nhiều, Trương Thành vừa mới rời đi, đoạn bóng đen kia cũng ngừng quay cuồng, hướng một phương hướng khác bắn nhanh mà đi. Đợt này kiếm lời ổn định a, à, không biết bay bao lâu, tại một cái siêu cấp lớn hỗn độn khí bên trong ngừng lại, một bên hấp thu cuồng cùng không ngừng hỗn độn khí, một bên nghĩ kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết cùng tivi điện ảnh. Phong thần diễn nghĩa bên trong những cái kia bay tới bay lui thần tiên, chính mình nếu về sau có thể hóa hình thành người, cùng bọn họ so hẳn là không kém đi. Đúng rồi, nói không chừng còn có thể gặp được bàn cổ đại thần. Chỉ là trong không gian hỗn độn vô hạn này, ai biết vị đại thần kia hiện tại đang tu luyện ở đâu. Tăng cường bản thân mới là mấu chốt. Chương 2 Thực lực tăng nhiều Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cứ như vậy, trương thanh xuyên qua tại từng cái hỗn độn khí đoàn bên trong chuyên môn tìm hỗn độn khí tức nồng đậm khí đoàn hấp thu hỗn độn không nhớ năm cũng không biết qua bao lâu trương thanh không còn gặp được một cái hỗn độn sinh linh lúc này hắn đang khống chế thân kiếm đang hút vui vẻ trong một đại khí đoàn bỗng nhiên cảm giác thân kiếm chấn động phát ra một tiếng kiếm minh thanh việt thân kiếm trở nên trong suốt như ngọc một cổ khí tức cường đại từ trên thân kiếm tản mát ra phân tán khí đoàn hỗn độn Trương Thanh cảm thấy, hiện tại nếu như cùng lúc trước gặp phải hai người kia đánh một trận, khẳng định thắng chính là mình. Lần này thực lực tăng nhiều, rốt cục có một chút năng lực tự vệ, phải biết rằng tại vị đại thần kia phá vỡ hỗn độn, hình thành thế giới hồng hoang sau, các loại đại pháp lực giả thế nhưng là tầng tầng lớp lớp a, đạo tổ Hồng Quân trong truyền thuyết trước không nói, chỉ nói mấy vị sau này thành thánh kia cũng là một ác nhân a. Vì tiểu mệnh kế, vẫn là thành thật thật hấp thu hỗn độn khí tu luyện đi khai thiên hậu có thể sẽ không có hoàn cảnh tốt như vậy đến lúc đó hỗn độn khí biến thành tiên thiên linh khí cấp bậc rõ ràng giảm xuống rất nhiều nếu muốn đi khắp nơi ở kim tiên đại lai nhiều như chó địa giới sống rất tốt ông chân thô lỗ là một mặt quan trọng hơn vẫn là thực lực bản thân vì thế trương thanh lại vùi đầu khổ làm tu luyện mệt mỏi liền bay khắp nơi đều nói trong hỗn độn bảo bối đông đảo thế nhưng hắn như thế nào cho tới bây giờ cũng không gặp được một kiện đâu đừng nói những bảo bối nổi danh kia ngay cả bảo bối thành hình cũng không tìm được quả nhiên đều là lừa đảo dù sao hiện tại thời gian một bó lớn trương thanh cũng không vội vì vậy trong không gian hỗn độn liền xuất hiện một thanh kiếm tán loạn khắp nơi chỗ đi qua quấy nhiễu từng đoàn hỗn độn khí tứ tán ra nơi nơi kích động có một ngày trương thanh đang bay nhàm chán bỗng nhiên thân thể không thể khống chế toát ra một đoàn ánh lửa cũng không có cảm giác được thiêu đốt ngược lại có một loại ấm áp dương dương cảm giác, một cổ hỏa diễm đặc biệt khí tức tại trong thân kiếm chảy xuôi, cũng không bị hắn khống chế. Trương Thanh không hiểu nguyên nhân, nếu trong lúc nhất thời không có gì không ổn, cũng không cách nào khu trừ, cũng chỉ có thể trước như vậy. Chỉ là trong thân thể mình có một cổ thế lực không bị mình khống chế, tóm lại không phải chuyện tốt gì, cho nên sau này trong cuộc sống, Trương Thanh lại nhiều hơn một nhiệm vụ, thử khống chế một cổ hỏa diễm dòng nước ấm kia đầu tiên là một tia khống chế, cẩn thận bắt được một tia, lại chậm rãi luyện hóa, nhưng là năng lượng này đừng thấy bình thường rất ôn hòa, nhưng là một khi đi khống chế, sẽ trong nháy mắt trở nên bạo liệt vô cùng. Xem bộ dáng như vậy phải sớm một chút luyện hóa mới được, một tia năng lượng cứ như vậy, táo bạo, bằng không ngày nào đó chỉnh thể tạo phản, đó không phải là chết vĩnh lên sao. Trương Thanh lo lắng nghĩ đến. Muốn nghĩ biện pháp, ngươi không phải bạo liệt sao? không phải không thể chạm vào sao vậy thì vây quanh ngươi vì thế trương thanh thử chậm rãi rút ra một tia năng lượng lửa nóng khống chế hỗn độn chi khí trong thân thể vây quanh không để lại một khe hở từng chút từng chút co rút lại từng chút tới gần theo thời gian trôi qua một tia lửa nóng này rốt cục bị hắn luyện hóa trương thanh nhất thời mừng rỡ có tia thứ nhất tia thứ hai còn xa sao cứ như vậy trương thanh không ngại phiền toái từng chút từng chút tiêu hao hỏa diễm lực đột nhiên cho tàn lại cháy này xem ra lúc trước chỉ là sơ bộ hấp thu cũng không có hoàn toàn luyện hóa bất tri bất giác thời gian trôi qua hỏa diễm chi lực bị luyện hóa hơn phân nửa sau đó tốc độ luyện hóa cũng chậm rãi nhanh lên tin tưởng không bao lâu nữa có thể triệt để giải quyết mối họa tâm phúc này một bên luyện hóa hỏa diễm lực một bên hấp thu hỗn độn chi khí hôm nay mới vừa đem một đoàn hỗn độn chi khí hấp thu kém không nhiều lắm muốn đổi một cái lớn một chút khí đoạn, vì thế điều khiển kiếm thân nhanh chóng xuyên qua ở hỗn độn không gian bên trong. Bỗng nhiên phía trước bị một cái thật lớn cây cối chặn đường đi, nếu không là Trương Thanh phanh lại nhanh, khẳng định một đầu đụng vào. Rốt cục lại phát hiện một hiện vật a, à, từ khi hai tên đồng quy vu tận kia, đây là thứ đầu tiên có thực thể, cũng không biết có ý thức hay không. Trương Thanh cẩn thận lui về phía sau, muốn rời xa một chút để nhìn toàn cảnh cái cây này chỉ là vừa mới lên đường cái cây kia cương nhiên tự mình thu nhỏ lại chỉ chốc lát cương nhiên biến thành một cây pháp trượng hình dáng gì đó thì ra không phải là cây ta cũng phi pháp trượng nhưng pháp trượng lại là ta một câu trúc trắc ý niệm từ cái kia pháp trượng trên người truyền ra trương thanh cả kinh lại là có ý thức còn có thể trao đổi xem ra tính tình cũng không như vậy táo bạo vì thế thử phát ra một đạo ý niệm ta là trương thanh đạo hữu xưng hô như thế nào pháp trượng kia xoay tròn một hồi bỗng nhiên từ phía sau pháp trượng xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh biếc tóc là màu xanh biếc lông mày là màu xanh biếc ngay cả râu cũng là màu xanh biếc mặc một kiện pháp bào màu xanh biếc đưa tay cầm lấy pháp trượng kia trương thanh bị dọa lui ra phía sau thật xa lúc này đạo thân ảnh kia lại truyền ra một đạo ý thức bái kiến đạo hữu ta là sinh mệnh pháp tắc tự xưng linh một đạo nhân ta xem đạo hữu là hỗn độn kiếm linh chi thể trong cơ thể lại còn ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, thật là quái dị. Trương Thanh thầm nghĩ, khó được đụng tới một cái có thể trao đổi thổ dân, nắm chặt thỉnh giáo một chút mới được a à, vì vậy lại hỏi. Đây là lại quan sát một đỏ một đen hai vị đánh nhau, cuối cùng ngoại ý muốn bị hút vào trong cơ thể một đoàn hỏa diễm, xin hỏi Linh Mộc Đạo Nhân, này hỗn độn không gian bên trong còn có pháp tắc gì tồn tại? Linh Mộc Đạo Nhân trầm mặt một chút trả lời. Theo ta được biết, còn có lực chi pháp tắc thời gian pháp tắc không gian pháp tắc hỗn độn pháp tắc tiên đạo pháp tắc sinh mệnh pháp tắc ngũ hành pháp tắc âm dương pháp tắc hủy diệt pháp tắc ta chính là trong đó sinh mệnh pháp tắc đạo hữu hấp thu cái kia một đạo hỏa diễm chính là ngũ hành pháp tắc bên trong hỏa chi pháp tắc trương thanh nghe được sửng sốt không nghĩ tới lại có nhiều cách nói như vậy đây vẫn chỉ là sinh mệnh pháp tắc linh mục đạo nhân biết hắn không biết hẳn là còn có không ít không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình hấp thu đạo hỏa diễm kia, lại là hỏa chi pháp tắc, nghe ra rất lợi hại dáng vẻ. Trương Thanh lại hỏi, "Không biết, ta từ nhỏ đã có thể khống chế tự thân pháp tắc chi lực, cho nên không cách nào nói cho đạo hữu, nhưng là xem đạo hữu đã luyện hóa hơn phân nữa, tiếp tục luyện hóa xuống chính là, đến lúc đó tự biết." Linh Mộc Đạo Nhân trả lời. Trong hỗn độn to lớn này, có thể gặp được một người có thể trao đổi không dễ dàng. Trương Thanh Thuận theo giọng nói của Linh Mộc Đạo Nhân, cũng gọi đối phương là Đạo Hữu. Lại qua một hồi lâu, Linh Mộc Đạo Nhân mới truyền ra một đạo ý niệm. Bản thể ta là một gốc Linh Mộc biến thành, mà Đạo Hữu thân mang hỏa chi pháp tắc, trời sinh tương khắc, cho nên không thể cùng Đạo Hữu đồng hành, nói xong không đợi Trương Thanh phản ứng, một đạo lục mang chật lóe rồi biến mất, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Xem ra vị này tu vi so với Trương Thanh cao hơn rất nhiều a. À? lúc này hắn mới có chút nghĩ mà sợ, tuy nói họa khắc mộc, thế nhưng khi tu vi chênh lệch quá lớn, ai khắc ai có thể khó mà nói, cũng may đây là một vị sinh mệnh pháp tắc người có được, không có táo bạo như vậy, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Chương 3 Trương Thanh Hóa Hình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi tách khỏi Linh Mộc Đạo Nhân, Trương Thanh tiếp tục hành trình lưu lạc của mình, không biết bao lâu sau, đột nhiên phát hiện hỏa diễm chi lực không hề sao động, nguyên lai là đã hoàn toàn luyện hóa triệt để nắm giữ pháp tắc hỏa trương thanh bỗng nhiên cảm thấy cả người ấm áp một mảnh giống như ngâm mình trong suối nước nóng một cổ cảm giác huyền ảo tràn vào trong ý thức các loại hỏa chi pháp quyết cái gì cần có đều có mỗi một đạo đều có thể tâm tùy ý động hạ bút thành văn cùng trương thanh rốt cuộc tuy hai mà một trương thanh vui vẻ xuyên qua từng đoàn hỗn độn chi khí phát tiết nội tâm kích động chơi mệt mỏi liền tiếp tục hấp thu hỗn độn khí cơ hội tốt như vậy về sau có thể là khó tìm không biết lúc nào sẽ bị vị kia tay cầm khai thiên phủ đại thần cho bổ ra khi đó hỗn độn chi khí trong hỗn độn không gian sẽ trở nên cuồng bạo dị thường không còn thích hợp cho người bình thường hấp thu từng đoàn hỗn độn khí bị hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh một đoàn lớn hỗn độn khí bị trương thanh kéo tới trong nháy mắt đã bị hấp thu sạch sẽ trong lúc đó không gặp phải bất kỳ một sinh linh hỗn độn nào nữa trương thanh quên mình tu luyện nhưng bỗng nhiên có một ngày, Trương Thanh phát hiện dù thế nào cũng không thể hít vào bất kỳ một tia khí hỗn độn nào nữa, giật nảy mình, hơi cảm ứng bản thân, thì ra là đã thỏa mãn điều kiện hóa hình, Trương Thanh mừng rỡ, rốt cục có thể không cần cả ngày vác kiếm bay tới bay lui, hắn đã sớm muốn giống như Linh Mộc Đạo Nhân, có thể có thân thể của mình, thân thể chân chính. Trương Thanh hấp dẫn tới một lượng lớn năng lượng hỗn độn, đem chính mình vây quanh ở chính giữa, một là che giấu bản thân, hai là sau khi hóa hình còn cần rất nhiều năng lượng củng cố thân thể theo thời gian không ngừng trôi qua bỗng nhiên chung quanh hỗn độn chi khí đồng thời hướng vào trong rút đi bị kiếm thân hấp thu không còn theo một tiếng vang thật lớn thân kiếm bị nổ nát bấy trương thanh giữ chặt tâm thần trong lòng nhớ lại hình dạng kiếp trước điều khiển thân kiếm sau khi nát bấy hỗn hợp với lượng lớn khí hỗn độn chậm rãi ngưng tụ khi chung quanh cũng không còn nhìn thấy một chút hỗn độn khí lúc một đạo hoàng mỹ thân thể xuất hiện ở trong hư không chỉ thấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên cơ bắp chặt chẽ đường nét ưu mỹ tràn ngập nổ tung bình thường khí tức một kiện pháp y màu xanh bị trương thanh huyễn hóa đi ra phía sau một đạo áo choàng màu đỏ lửa đó là trương thanh dùng hội chi pháp tắt ngưng tụ mà thành ha 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 ta trương thanh rốt cục có thân thể của mình từ nay về sau ta trương thanh tự xưng thanh linh đạo nhân từ đó không gian hỗn độn truyền đến tiếng cười to đầu tiên của trương thanh có thân thể lại có thể hấp thu khí hỗn độn hơn nữa tốc độ hấp thu so với trước còn nhanh hơn có đôi khi trương thanh lười đi hấp thu từng đoàn từng đoàn liền giang hai tay hướng bốn phía vẽ một cái nhất thời vô số khí hỗn độn bị hắn kéo tới ở chung quanh trương thanh hình thành một quả trứng khổng lồ trương thanh cứ như vậy khoanh chân mà ngồi nhắm mắt nhập định theo thời gian trôi qua lượng lớn hỗn độn khí bị hấp thu thẳng đến có một ngày Trương Thanh mở hai mắt ra, trong mắt giống như có kiếm quan hiện lên, lại giống như có ngọn lửa nhảy lên. Trương Thanh đứng lên, duỗi thắt lưng thật to, xương cốt cả người rung lên. Từ trong hỏa chi pháp tắc biết được, cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao điểm là Tu chân cảnh, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, thiên đạo, đại đạo. Lúc này đây tu luyện, Trương Thanh rốt cục tiến vào hàng ngũ thái ất kim tiên, kế tiếp thành tựu đại la chính là mục tiêu kế tiếp. Trương Thanh nhất thời tuôn ra hào hùng vô hạn, cười to một tiếng hướng xa xa biểu xạ mà đi. Một bên lưu lạc trong hỗn độn, một bên tìm kiếm cơ duyên của mình, có lẽ là sau khi hóa hình vận khí có tăng lên, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải một ít tài liệu tiên thiên, luyện đan, luyện khí, còn có một ít linh quả linh căn, hết thảy bị Trương Thanh lấy thuật càng không trong tay áo thu lại cái này ở sau này đều là thần tài, hồng hoang sau lại muốn tìm liền không dễ dàng, này không, Trương Thanh vừa đem một đoạn hỗn động tinh kim thu vào trong tay áo, đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến từng trận dao động, hỗn động khí bị kích khắp nơi bay tán. Có chuyện gì vậy? Trương Thanh đưa tay đưa tới một đoàn khí hỗn độn, ẩn thân trong đó, bay về phía truyền đến ba động. Ba động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ đã nhìn thấy phía trước đang có đại chiến phát sinh. Trương Thanh nhanh chóng dừng lại thân hình, vận chuyển thị lực hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy có hỗn độn sinh linh dày đặc, đang vây công một vị đại hán cơ bắp cầu kết. Đại hán thân cao không biết mấy ngàn trượng, tay cầm một thanh búa lớn, mỗi một búa đi xuống, vẽ ra một đạo quỷ tích huyền diệu, sẽ có một tôn hỗn độn sinh linh bị thương hoặc là chết. Chém chết một tôn, lại bổ sung một tôn, đại hán không biết mệt mỏi chém giết, từng đạo quỷ tích huyền diệu bị Trương Thanh nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, tìm hiểu quỷ tích của mỗi một búa kia giống như thể hồ quán đỉnh từ trong pháp tắc hỏa lĩnh ngộ chiêu thức trong nháy mắt thông hiểu đạo lý đám hỗn độn sinh linh kia giống như bị người điều khiển hoàn toàn không có ý thức bình thường chỉ biết là vây công trương thanh trong lòng cả kinh khống chế ẩn thân hỗn độn khí đoàn chậm rãi bay về phía sau bởi vì tràng diện này càng xem càng quen thuộc ở giữa tay cầm cự phủ đại hán sẽ không phải là về sau bổ ra hỗn độn vị kia chứ Trương Thanh nhất thời giật mình, động tác lui về phía sau càng thêm kiên quyết, quan sát phủ pháp cố nhiên trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Khi những này vây công hắn hỗn độn sinh linh, hẳn là bị đại đạo mê hoặc, mượn vị kia chi thủ tiêu diệt hết, bằng không thì khai thiên hậu nào còn có hậu thiên sinh linh chỗ tồn thân a. À. Nhìn hỗn độn sinh linh càng tụ càng nhiều, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, Trương Thanh nhất thời lại rùng mình một cái, đều điên rồi a, à. đây là không thể trêu vào không thể trêu vào mỗi một tôn đều ít nhất tu vi đại la kim tiên đại hán cầm cự phủ ở giữa kia trương thanh nhìn không ra tu vi chẳng lẽ đã thành thánh trương thanh trong lòng nói thầm mạng nhỏ quan trọng hơn mau chạy đi vạn nhất bị phát hiện trương thanh không cho rằng mình có thể chịu được một cái rìu tốc độ càng lúc càng nhanh dao động phía sau chậm rãi đã càng lúc càng nhỏ cho đến khi biến mất không thấy nữa trương thanh lúc này mới lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán quá dọa người a à, đây là muốn một lần tiêu diệt tất cả hỗn độn sinh linh cũng không đúng a à, ta như thế nào không bị mê hoặc xem ra cũng không phải tất cả hỗn độn sinh linh đều có thể bị mê hoặc người ta không có bị mê hoặc có thể là bởi vì tu vi cao vậy chính mình thì sao một thái ất kim tiên nho nhỏ đây tính là chuyện gì đây không nghĩ ra nhưng là trương thanh biết chính mình cách còn chưa đủ xa vì thế tu vi toàn bộ khai lại hướng xa xa biểu đi ai biết đám người điên kia đánh đánh có thể dời đi trận địa hay không ai biết chờ tiêu diệt những sinh linh kia sau có thể hay không tiếp theo liền khai thiên a à? cái kia búa lớn một búa đi xuống liền hỗn độn đều có thể cắt ra cách đến gần đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào cũng không biết bay bao lâu khí tức của đại chiến phía sau rốt cục không cảm ứng được dù là một chút trương thanh lúc này mới chậm lại phải mau chóng tìm kiếm một ít bảo mệnh chi vật nếu vị kia đã xuất hiện nói vậy rời đi thiên đã không xa. Trương Thanh cảm giác chỉ có phía sau khoác một kiện hỏa chi pháp tắt ngưng tụ áo choàng không phải như vậy bảo hiểm. Sau khi Trương Thanh thu thập đủ ngũ hành chi tinh, bắt đầu lần luyện khí đầu tiên, hắn muốn luyện chế cho mình một kiện chiến giáp, chiến giáp phòng ngự, ngũ hành chi tinh từng kiện bay ở bốn phía, quy luật bốc cháy của Trương Thanh, chậm rãi hòa tan chúng nó, không hổ là thần tài trong hỗn độn, tốn rất lâu mới luyện hóa. Chương 4 Tiên thiên linh bảo chiến giáp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dựa theo bộ chiến giáp của nhị lan chân quân trên TV kiếp trước, từng chút từng chút tạo hình, sau khi tạo hình, từng đạo trận pháp phòng ngự giống như không cần tiền đánh vào trong chiến giáp, dần dần mặt ngoài chiến giáp hình thành vô số phụ văn thần bí, phụ văn hình thành trong nháy mắt liền đem hỗn độn chi khí chung quanh hấp thu không còn, chiến giáp thành. Đưa tay một chút, chiến giáp trong nháy mắt mặt ở trên người, cảm thụ được chiến giáp cường đại, đã miễn cưỡng đạt tới tiên thiên linh bảo cấp bậc cùng hậu thế ngũ hành ngũ phương kỳ tương đương tiên thiên linh bảo phía trên còn có tiên thiên chí bảo như thái cực đồ bàn cổ phiên hỗn độn chung các loại hỗn độn chí bảo như hỗn độn thanh liên khai thiên phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu phía dưới chính là hậu thiên chí bảo như huyền hoàng linh lung tháp cùng hậu thiên linh bảo như kim cô bổng các loại sở dĩ trương thanh lần đầu luyện khí là có thể đạt tới trình độ tiên thiên linh bảo sánh ngang với ngũ phương kỳ, một là tài liệu tốt, đều là tài liệu tiên thiên cực phẩm tìm được trong hỗn độn, hay là hỏa diễm tốt, lực lượng pháp tắc hỏa diễm cũng không phải nói dễ nghe, tài liệu luyện khí nặng nhất, hỏa diễm thứ hai, sau đó mới là tu vi. Bằng không cho ngươi một khối bùng nhão tu vi lớn hơn nửa ngươi cũng luyện không ra pháp bảo A. À. Thân mặt chiến giáp trương thanh, nhất thời nhiều hơn một chút cảm giác an toàn, tiếp tục đi tới đi dù sao đi đâu không phải đi tránh xa chiến trường không phải là tốt hơn sao ai biết vị đại thần kia lúc nào đột nhiên muốn khai thiên búa lớn kia chính là chí bảo hỗn độn ai chống đỡ được trương thanh một lòng tam dụng một bên hấp thu bên người hỗn độn chi khí tu luyện một bên thu thập hỗn độn trong tài liệu hắn còn kém một thanh hảo kiếm chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp tài liệu hắn bản thân chính là một đạo tiên thiên hỗn độn kiếm khí hóa hình nếu như có thể có một thanh không tệ kiếm, đem trợ lực không ít, còn phải tùy thời chú ý chung quanh, đừng cùng cái khác hỗn độn sinh linh chạm mặt, bằng không nhìn trạng thái của bọn họ, nói không chừng nhìn thấy ai không vừa mắt, đi lên liền chém a, hắn mới là cảnh giới thái ất kim tiên, không thể trêu vào. Ngày hôm đó, Trương Thanh đang vì không tìm được tài liệu thích hợp luyện kiếm mà phiền não, trong thần thức đột nhiên xuất hiện một cây gậy hình dạng đồ vật chợt lóe rồi biến mất rõ ràng mơ hồ có kiếm khí dao động truyền đến trương thanh lập tức xoay người đuổi theo chẳng lẽ là một thanh tiên thiên kiếm còn chưa thành hình nếu đúng vậy vậy thì quá tốt rồi chính mình luyện chế tuy có cơ hội thành tiên thiên linh bảo nhưng là trong hỗn độn này chính mình thành hình khẳng định thỏa đáng tiên thiên linh bảo a à. vì thế một đường đuổi theo rốt cục ngăn chặn đạo thân ảnh kia trong biển rộng mênh mông hỗn độn quả nhiên mũi kiếm cùng thân kiếm đã hình thành cũng chính là chui kiếm còn có một chút không đủ tinh xảo, làm sao thu đây, chẳng lẽ trực tiếp đi lên bắt. Còn chạy nữa thì sao? Đuổi lâu như vậy, hắn biết thanh kiếm phôi còn chưa thành hình này tốc độ nhanh bao nhiêu. Trương Thanh nghĩ đến một biện pháp, dùng kiếm ý bản thể của mình thử xem, vì thế một tia kiếm ý tuôn ra, chậm rãi dựa sát vào kiếm phôi, còn không đợi tới gần, chỉ thấy kiếm phôi kia lắc mình một cái, lại chủ động sắp lại, Trương Thanh ngay ngốc đưa tay ra, liền cầm chui kiếm, nhất thời một cổ cảm giác sữa nước giao hòa truyền khắp toàn thân. Đây là một thanh kiếm chế tạo riêng cho mình phải không? Tuy rằng vẫn là kiếm phôi, không có hoàn toàn thành hình, đã đạt tới tiên thiên linh bảo cấp bậc, so với chính mình luyện chế chiến giáp còn mơ hồ cao hơn một đường. Vậy sau khi luyện hóa có thể tới cấp bậc nào? Trương Thanh nhịn không được kích động, thần thức hướng bên trong phôi kiếm chui vào, một đạo, hai đạo, ba đạo Cương nhiên đạt tới 27 đạo cấm chế, phải biết rằng Chí Bảo Tiên Thiên cũng chỉ có 36 đạo cấm chế a. À? Trương Thanh vui vẻ bay lên, lập tức bắt đầu luyện hóa cấm chế, một đạo, hai đạo, ba đạo, một hơi luyện hóa 21 đạo, kiếm phôi đã có thể thu vào trong cơ thể, dùng kiếm khí tiên thiên hỗn độn của mình chậm rãi ôn dưỡng luyện hóa. Một công một phòng hai kiện tiên thiên linh bảo đã có, nhưng Trương Thanh vẫn cảm thấy không nắm chắc, đây chính là khai thiên chi kiếp a. À? hỗn độn sinh linh chín phần chín sẽ chết hắn hiện tại coi như là một thành viên trong tiên thiên thần ma sáng lạng hồng hoang thế giới còn chờ chính mình đâu rồi cũng không muốn xuất sư chưa nhanh thân đã chết trước tiên thiên hỗn độn kiếm khí theo chân không tính là kém đi chứ còn có rất nhiều tương lai thời gian kế tiếp trương thanh lại bắt đầu hành trình tìm bảo vật hắn còn muốn luyện chế một bộ phòng ngự trận bàn bộ trận pháp này là sau khi hỏa chi pháp tắc hoàn toàn nắm giữ lấy được tên là Diệt Diễm Tù Thiên Trận, vốn là một cái khốn trận, ý tứ là ngay cả thiên đạo cũng có thể vây khốn. Đối với chuyện có thể vây khốn thiên đạo này, Trương Thanh giữ thái độ hoài nghi, cho dù vây khốn không được thiên, liền phòng ngự lực mà nói cũng tương đối kinh người. Lúc tìm kiếm thần tài hỏa thuộc tính, Trương Thanh hóa thân thành nhân viên vệ sinh, đó là gặp phải cái gì thu cái đó, ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao hắn biết những thứ này ở trong hỗn độn mặc dù không phải đứng đầu, thế nhưng một khi vị đại thần kia bổ ra hỗn độn những thần tài này hơn phân nửa cũng sẽ gặp nạn hiện tại thu lại cũng coi như một phần công đức thu được một kiện hỏa thuộc tính thần tài liền dùng hỏa chi pháp tắc luyện hóa rốt cục sau khi trương thanh không biết lưu lạc bao nhiêu thời gian thu thập đủ tài liệu luyện chế trận bàn đối với trương thanh có được hỏa chi pháp tắc mà nói luyện chế trận bàn ngược lại không khó khó được là luyện thành sau đó rót vào linh khí nếu tài liệu đã thu thập hoàn thành cũng hoàn thành luyện hóa trương thanh lại đưa tới một lượng lớn hỗn độn chi khí giấu ở bên trong bắt đầu luyện chế trận bàn một lần lại một lần đem thái ất kim tiên chi lực hao hết lại một lần khôi phục không biết tại hao hết cùng khôi phục trong lúc đó tuần hoàn bao nhiêu lần trận bàn rốt cục tại một cái nào đó trong nháy mắt tản mát ra một trận ngập trời nhiệt lực loại này phần thiên nấu hải trận pháp ba động đem chung quanh hỗn độn khí đoạn đều cho đánh tan tành nếu không là trương thanh chính là trận bàn luyện chế người phỏng chừng trong nháy mắt có thể đem hắn trọng thương. Còn có một điều làm cho trương thanh kinh hỉ chính là dưới vô số lần tiêu hao cùng khôi phục tuần hoàn, rốt cục đột phá thái ất kim tiên, đạt tới cảnh giới đại la, thật sự là không dễ dàng a. À. trương thanh cũng đã không nhớ rõ mình ở trong hỗn độn này tu luyện bao lâu, đạo hạnh rốt cục dựa vào hấp thu hỗn độn khí trọng chất đến đại la kim tiên sơ kỳ, cuối cùng là có một chút sức tự vệ. hắn là thật sự bị lần đó chứng kiến đại chiến hù dọa một đám đại la vây công một người, còn bị vị kia đại thần cho từng búa từng cái cho bổ, quá kinh khủng, trách không được có thể chém ra hỗn độn, mở ra hồng mông. Trong thời gian kế tiếp, Trương Thanh một bên củng cố cảnh giới đại la, một bên tiếp tục sưu tập tài liệu, tiện tay luyện chế một ít trận bàn đơn giản, đều là những đồ chơi nhỏ chỉ có chín đạo cấm chế, có thể dùng nhiều trận bàn nhỏ tạo thành một trận pháp phục thức, ân, cũng là phòng ngự, mặc dù so không bằng diệt diễm tù thiên trận nhưng phòng ngự nhiều một chút luôn luôn tốt trình độ sợ chết của tên này không phải cao bình thường rốt cục trương thanh bỗng nhiên có một ngày cảm giác được một trận tim đập nhanh chẳng lẽ vị đại thần kia đã bắt đầu rồi trương thanh không dám chậm trễ nhanh chóng đưa tới một lượng lớn khí hỗn độn đem chính mình gắt gao vây quanh ở giữa gọi ra chiến giáp mặt vào diệt diễm tù thiên trận trong nháy mắt bị kích hoạt hai tay liền vung xuống hắn luyện chế chỉ có chính đạo cấm chế tiểu trận bàn từng cái như châu chấu bay ra, vây quanh diệt diễm tù thiên trận, một trận phòng ngự tổng hợp khổng lồ lại phức tạp trong nháy mắt khởi động. Mới vừa làm xong hết thảy, cũng cảm giác được một thanh âm, tự như trực tiếp truyền ra trong linh hồn. Ta là bàn cổ, tự cảm thấy trong hỗn độn tịch liêu, này bằng chí bảo hỗn độn trong tay khai thiên phủ, chém ra hỗn độn này. Tiếp theo liền cảm giác được từ vô cùng xa truyền đến một trận chấn động kinh thiên, toàn bộ hỗn độn không gian theo chính là một trận rung rẩy. Chương 5 Hồng Hoang Hiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong nháy mắt hỗn độn không gian rung động, hỗn độn các nơi truyền đến từng trận gào thét, lại trong nháy mắt tịch diệt. Sau đó Trương Thanh cũng cảm giác được mình đưa tới rất nhiều hỗn độn khí đoàn bị xông lên mà tán, tiếp theo bên ngoài cùng hợp lại trận pháp trong nháy mắt liền bị phá hủy sạch sẽ trong nháy mắt đạo ba động kia cùng diệt diễm tù thiên trận tiếp xúc, hồng mang kinh thiên thoáng hiện, cương nhiên đem ba động kia ngăn trở, trương thanh trong nháy mắt lại ở bên ngoài thân thể phủ kín hỗn động kiếm khí, xem như cho chiến giáp thêm một phần bảo hiểm. Trong nháy mắt kế tiếp, diệt diễm tù thiên trận cũng bị đột phá, tiếng kiếm minh ở không gian hỗn độn truyền ra thật xa, tu vi đại la kim tiên sơ kỳ, trong nháy mắt đề tới cực hạn. Sau đó liền cảm giác chiến giáp chấn động, Trương Thanh trong nháy mắt mất đi tri giác. Khi tỉnh lại lần nữa, Trương Thanh còn có chút mơ hồ, kiếp trước được một màn ở trong lòng nhất nhất hiện lên, sau đó chính là vô số năm ở hỗn độn không gian tu luyện hình ảnh tràn ngập trong lòng. Mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở một cái bia đá phía dưới, trên người chiến giáp trách nát, thân thể không có cái gì thương, dù sao bản thể là tiên thiên hỗn độn kiếm khí. Cường độ thân thể không phải biến thái bình thường ngẩng đầu theo tấm bia đá nhìn lên trên hai cái thần bí tiên thiên phù văn xuất hiện ở trước mắt phương trượng hai chữ này trực tiếp xuất hiện ở trong đầu rõ ràng không nhận ra hai cái này phù văn thế nhưng chính là biết ý tứ của hắn chẳng lẽ nơi này là trong hồng hoang ba cái hỗn độn mảnh vỡ hình thành hải ngoại tam tiên sơn một trong phương trượng tiên đảo trương thanh kích động chính mình chẳng những tại khai thiên đại kiếp nạn bên trong sống sót còn trực tiếp xuất hiện ở trong truyền thuyết phương trượng tiên đảo bên trên quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc A. À. Trương Thanh nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng bản thân. Lần dò xét này không sao, lập tức cảm giác cảnh giới Đại La Kim Tiên trực tiếp trở lại cảnh giới Thái Ất. Vẫn là Thái Ất trung kỳ, một khi trở lại trước khi giải phóng. Trương Thanh cười khổ, không kịp tu luyện, trước tiên tra xét hòn đảo này một chút mới là chính sự, đừng có nguy hiểm gì nữa. Phải biết đây chính là hỗn độn sau hồng hoang thế giới ai biết mình hôn mê bao lâu. Vạn nhất trên đảo có đồ chơi lợi hại gì, vậy không phải lại bi thảm sao? Tuy rằng Tu Vi hạ xuống thái ất kim tiên trung kỳ, cũng may đại la kim tiên thần thức vẫn còn, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, thần thức triển khai, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đảo. Di, diện tích còn không nhỏ, chừng mười mấy vạn dặm phương viên, tại trương thanh thần thức hạ, toàn bộ phương trượng đảo nhìn một cái không sót gì, tuy nói là đảo, thế nhưng cùng tiên sơn không khác. Núi cao ngàn trượng thì có không ít, núi cao khe sâu, trong núi có linh lộc linh viên, tiên hạt ngọc tuyền, linh quả linh dược che kín ở giữa, hỗn độn linh khí ở trên đảo hình thành mây mù, ngưng tụ thành giọt mưa, từng chút bay xuống ở trong núi, tốt cho một tòa hỗn độn mảnh vỡ hình thành hải ngoại tiên sơn. Trương Thanh muốn bay lên trời cao nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, dù sao hắn đã dự định coi nơi này là đạo tràng sau này của mình, thân thể trong nháy mắt bay lên, bay lên không trung, một ngàn trượng, hai ngàn trượng, ba ngàn trượng, đột nhiên một đạo bình chướng chặn lại thân hình Trương Thanh. Trương Thanh nghi hoặc, sao còn không lên được, đổi phương hướng, độ cao tương tự lại bị ngăn trở, Trương Thanh dứt khoát đáp xuống đảo. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở bờ đảo, đưa tay ấn một cái, quả nhiên lại là một đạo bình phong, lại là một cái phòng hộ trận pháp, hơn nữa còn là tiên thiên hỗn độn phòng ngự đại trận. Nhắc tới tu vi toàn thân, một chưởng hướng bình phong vỗ tới, nhất thời ầm ầm một tiếng thật lớn, trên đảo kia tòa bia đá có khắc hai chữ phương trượng kim quan đại phóng, di. Tấm bia đá này chẳng lẽ chính là trận nhãn của tiên thiên hỗn động đại trận. Xem ra chỉ có luyện hóa nó mới có thể nắm giữ tiên thiên trận pháp này. Trận pháp trong nháy mắt hiểu ra. Trương Thanh lại lắc mình về tới nơi vừa mới tỉnh lại, khoanh chân ngồi xuống trước tấm bia đá, một tay ấn lên tấm bia đá thần thức bao phủ toàn bộ tấm bia đá, bắt đầu luyện hóa. Lần luyện hóa này không sao, suốt 40 đạo cấm chế bày ra trong thần thức. Không hổ là trận nhãn của tiên thiên hỗn độn đại trận, rõ ràng tương đương với một kiện hỗn độn linh bảo, đều có thể so sánh với tru tiên tứ kiếm trong truyền thuyết. Vì thế Trương Thanh lại khổ bức bắt đầu hành trình luyện hóa, một bên luyện hóa, một bên khôi phục tu vi. Khi mở mắt ra, ba ngàn năm đã trôi qua. Lưu vi đã khôi phục đến thái ất kim tiên hậu kỳ, thần thức càng là đạt tới đại la trung kỳ, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn không ít, cấm chế đã vừa bị luyện hóa hơn phân nữa. Hẳn là có thể bước đầu nắm giữ trận pháp này, trương thanh bay lên trời, một chưởng đánh tới đỉnh bia đá, toàn bộ phương trượng tiên sơn rung động một trận, bia đá chậm rãi bị đè xuống lòng đất, biến mất không thấy. Một đạo tiên thiên trận pháp phức tạp vô cùng hiện lên trong đầu, rốt cục nắm giữ tiên thiên trận pháp này, không dễ dàng a à. một đạo pháp quyết đánh ra tiên thiên phòng ngự hỗn độn đại trận bị mở ra một cánh cửa trương thanh lắc mình đi tới ngoài đảo bốn phía một mảnh thủy vực mênh mông thỉnh thoảng có giao long bơi qua truy đuổi cự ngư lớn trăm trường phía trước thủy vực mênh mông linh khí đầy đủ nhưng lấy thần thức của trương thanh đại la trung kỳ tu vi cương nhiên thăm dò không tới giới hạn quả nhiên hồng hoang thế giới vẫn là quá rộng lớn chỉ đông hải chi địa liền vô biên vô hạn không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài tiên thiên linh khí tuy rằng đầy đủ, nhưng là đuổi không kịp chính mình phương trượng đảo. Bên trong đều là hỗn độn linh khí, vẫn là trước khôi phục tu vi làm đầu, cái kia trận nhãn bia đá còn cần tiếp tục luyện hóa, Trương Thanh còn muốn khôi phục tu vi sau, cho cái này tiên thiên phòng ngự trận pháp tăng thêm một cái kiếm trận. Như vậy tiên thiên hỗn độn đại trận chủ phòng, kiếm trận chủ công, công phòng nhất thể, mới có thể mang đến cho Trương Thanh một chút cảm giác an toàn ở hồng hoang xa lạ này. Thời gian kế tiếp, Trương Thanh lại bắt đầu tu luyện ngày đêm, rốt cục, vô số ngày đêm sau, 40 đạo cấm chế của tấm bia đá rốt cục bị toàn bộ luyện hóa. Mà Tu Vi cũng rốt cục khôi phục đến Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, cách đã từng đại la chi cảnh chỉ có một bước xa, có thể thấy được lúc trước tại khai thiên chi kiếp bên trong bị hao tổn nghiêm trọng bao nhiêu. Đến bây giờ, Trương Thanh ngược lại không vội tiếp tục khôi phục Tu Vi, hắn muốn ở Thái Ất chi cảnh lắng động một chút, lúc trước ở hỗn độn chi thời điểm, hoàn toàn là dựa vào hấp thu hỗn độn chi khí đem tu vi cứng rắn chồng chất lên. Ngoại trừ hỏa chi pháp tắc là hoàn toàn dựa vào chính mình một chút tìm hiểu nắm giữ, ngay cả hỗn độn kiếm khí bản nguyên chi thể cũng là tiên thiên hình thành, mà không phải chính mình luyện hóa. Cho nên coi như lần này là hồi lô trọng luyện đi, lấy tại hỗn độn thế giới vô số thời gian luyện ra nhẫn nại, Trương Thanh bắt đầu lại một lần tu luyện, chẳng qua tu luyện không phải đạo hành tu vi, mà là lắng động tự thân còn có thanh kiếm luyện hóa tiên thiên linh bảo kia. 27 đạo cấm chế đã bị hắn luyện hóa 20 đạo, toàn bộ thân kiếm như nước thu mênh mông, trong lúc huy động vô thanh vô tức. Một kiếm bổ ra trong nháy mắt liền đem một tòa núi nhỏ bổ nát bấy. Dưới sự điều khiển của thần thức, có thể trong nháy mắt đi ra ngoài vạn dặm, chém vết giao long không thành vấn đề. Lại là vô số ngày đêm đi qua, chiến giáp cũng chữa trị, khôi phục lại tiên thiên linh bảo nên có uy thế. Trường kiếm 27 đạo cấm chế cũng rốt cục bị toàn bộ luyện hóa. Lúc kiếm thành, hai đạo tiên thiên phụ văn ở chui kiếm đúng thời cơ mà sinh ra, Trương Thanh cẩn thận cảm giác phát hiện là hai chữ thừa ảnh, sau này gọi ngươi là thừa ảnh kiếm, Trương Thanh cười ha ha nói, thừa ảnh kiếm cũng truyền ra một đạo kiếm minh, giống như đang đáp lại Trương Thanh, điều này làm cho Trương Thanh càng thêm vui vẻ. Chương 6. Điểm hóa đồng tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong tiên sơn có hai linh viên và hai con hạt đang đỉnh rất đặc biệt, lúc trương thanh tu luyện, thường thường đưa tới một ít linh dược linh quả, linh tính mười phần, một ngày trương thanh chợt cảm thấy một người thật sự nhàm chán, cũng không có đối tượng giao lưu, liền dự định thu mấy đồng tử trên địa bàn của mình. Vì thế gọi tới hai con linh viên cùng hai con hạt đang đỉnh, giúp bọn họ mở ra linh trí, luyện hóa hoành cốt giữa cổ họng, điểm hóa thành đồng tử bộ dáng 15-16 tuổi, hóa hình tức là địa tiên cảnh linh viên một là nam tử một là nữ tử hạt đan đỉnh cũng là một nam một nữ cung cấp cho mình sai khiến bốn đồng tử vui mừng quỳ xuống đất dập đầu nói cảm tạ lão gia đã làm phép nghe được trương thanh thoải mái cười to một trận vội nói được rồi được rồi các ngươi là hồng hoang tiên thiên sinh linh này bản thể lại là viên thân về sau ngươi gọi là viên nhân ngươi gọi là viên linh nói xong trương thanh phân biệt chỉ hai đồng tử linh viên điểm hóa thành sau đó lại nói với hạt đồng tử đang đỉnh. Bản thể của hai ngươi tức là hạt đỉnh đang, sau này ngươi gọi là hạt minh, ngươi gọi là hạt vũ. Hai người vui mừng dập đầu khen. Đa tạ lão gia ban tên, ân, về sau không nên động một chút là quỳ xuống, cùng kính đặt ở trong lòng là được, dụng tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tới cảnh giới thiên tiên. Hôm nay bản tôn muốn giảng đạo cho rất nhiều sinh linh trên đảo, các ngươi cũng cùng nhau nghe giảng. Bốn đồng tử không người nói tôn lão gia lệnh. Sau đó Trương Thanh Thanh truyền cho toàn bộ phương trượng tiên sơn nói. Ngày mai bản tôn ở đây giảng đạo, người có ý định đều có thể tới nghe, toàn bộ phương trượng tiên sơn Phàm là có linh trí sinh linh, đều sôi trào lên, top 5 top 3 hướng chỗ thanh âm truyền đến chạy như bay. Thời gian một năm kế tiếp, Trương Thanh một bên sửa sang lại tâm đắc của mình, một bên giảng đạo cho sinh linh trên đảo, giảng chính là chính hắn lý giải sâu nhất kiếm chi đạo cùng hỏa chi đạo mặc dù không có ba hoa chích chòe địa dũng kim liên thế nhưng cũng nghe được sinh linh trên đảo vui mừng vô cùng trương thanh chính mình cũng là thu hoạch rất nhiều chính mình tu luyện cùng cho người khác giảng đạo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trương thanh nói xong kiếm chi đạo và hỏa chi đạo của mình ngược lại muốn đem đạo đức kinh nói vài câu nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi một là chính hắn lý giải cũng không đủ hai là sợ nhân quả quá lớn về sau vị tử tiêu cung kia hắn không thể trêu vào sau khi giảng đạo kết thúc, chúng sinh linh trên đảo đều về các nơi tu luyện không đề cập tới, Trương Thành có chút tỉnh cực tư động, còn chưa ra ngoài hồng hoang nhìn xem, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Gọi tới bốn vị đồng tử nói. Hôm nay bản tôn muốn đi ra ngoài du ngoạn, bốn người các ngươi coi chừng sơn môn, bốn đồng tử đồng thời không người đáp ứng. Trương Thanh lắc mình một cái xuất hiện ở bên ngoài phương trượng, chỉ cảm thấy hơi nước tràn đầy, linh khí tràn ngập, quái ngư như núi nhỏ trong đông hải truy đuổi lẫn nhau, xa xa truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm. Trương Thanh ẩn thân đi qua vừa nhìn, lại là một con hắc long dài trăm mét đang chém dết với một con chim lớn cả người bốc lửa. Trương Thanh sửng sốt, con chim lửa này sao lại chạy xuống biển? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe hỏa điểu kia mở miệng nói. Ngươi cá chạch đen này rất vô lễ, ta bản nguyên phượng đại tôn ngồi xuống hỏa ưng, phụng mệnh đến mời Long Vương nhà ngươi có việc thương lượng ngươi cư nhiên muốn ăn ta. Hắc Long kia cũng mở miệng nói. cà cà cạc, cạc, ăn không được phượng hoàng, chỉ có thể lấy đầu lông dẹp ngươi đánh trăng tế, nói xong hướng về phía hỏa ưng lao thẳng tới, chỉ chốc lát sau trên mặt nước chỉ rơi xuống mấy cái hỏa vũ, hỏa ưng cực đại bị Hắc Long nuốt chửng. Lần này trương thanh liếu lưỡi không thôi, quả nhiên là thế giới hồng hoang a à, đủ loạn. Sau khi Hắc Long nuốt hỏa ưng, cư nhiên ngay tại chỗ tu luyện, vừa vặn ngăn trở đường đi của Trương Thanh, vừa tu luyện, Trương Thanh mới thấy rõ Hắc Long kia chỉ là cảnh giới kim tiên. Mình không thiếu một cái tọa kỵ sao? Thân vượt Hắc Long Du Hồng Hoang hẳn là một lựa chọn không tồi. Vì thế hiện thân ở trước mặt Hắc Long, một chưởng hướng chính giữa đầu Hắc Long ấn tới, đại la kim tiên cảnh nguyên thần lực hướng về phía đầu rồng cực lớn cùng cùng mà vào. Hắc Long kia vốn đang tiêu hóa hỏa ưng vừa mới nuốt, không nghĩ tới không chú ý tới đạo của Trương Thanh, muốn phản kháng thì đã không còn kịp rồi trong nguyên thần đã bị trương thanh gieo lạc ấn tu vi vượt không lại trương thanh đời này cũng đừng nghĩ phản kháng cũng coi như nó xui xẻo vốn chung quanh đây không có tu sĩ khác coi như an toàn ai biết bị đột nhiên xuất hiện trương thanh cho một cái tác chế phục trương thanh thả người ngồi xếp bằng giữa hai sừng rồng đầu rồng đầu rồng thật lớn không lớn bằng một gian phòng trương thanh dư giả ngồi xuống thấy trương thanh ngồi lên đỉnh đầu mình hắc long mất tự nhiên lắc lắc đầu bị trương thanh vỗ một cái mới thành thật xuống bản tôn là này phương trượng tiên sơn chủ nhân thanh linh đạo nhân về sau ngươi coi như ta tọa kỵ đi đi mang ta đi lục địa du ngoạn nói xong vỗ đầu hắc long hắc long không cách nào đành phải một tiếng long ngâm cuốn theo một đoàn mây mù hướng lục địa phương hướng bay đi quả nhiên so với chính mình bay tới thoải mái hơn mình mông vô bờ trong biển rộng cũng không có gì cảnh trí có thể xem ngồi ở trên đầu rồng nhắm mắt tu luyện Hắc Long chỉ cảm giác từng trận uy áp thái ất kim tiên từ đỉnh đầu truyền đến, sợ tới giật mình, bay nhanh hơn. Cũng không biết tu luyện bao lâu, một tiếng long ngâm đánh thức Trương Thanh, gào cái gì rống, ngươi cũng không phải không biết nói chuyện, Trương Thanh nói xong lại vỗ một cái lên đầu rồng. Hắc Long ủy khuất nói, đây không phải là thói quen sao, cái kia, lão gia, đã đến lục địa. Hắc Long vừa mới bị thu phục, dù sao đã là tu vi kim tiên, tiếng lão gia này gọi không tình không nguyện trương thành cũng không đi quản hắn vận chuyển thị lực đánh giá chung quanh khắp nơi là đại thụ xanh ung tươi tốt cao mấy chục trượng chỗ nào cũng có trong rừng các loại tẩu thú xuyên qua trong đó tu vi tuy rằng không cao nhưng là mỗi người thân thể mạnh mẽ trên không trung thường thường bay qua từng con chim lớn triển khai hai cánh lớn cỡ hơn 10 mét lớn có thể rộng mấy chục trên trăm mét có lại cũng là tu vi kim tiên khá lắm hồng hoàng thế giới quả nhiên danh bất hư truyền A. Trương Thanh không muốn gây phiền toái, tu vi thái ất chi cảnh toàn bộ khai hỏa, kinh sợ những quái thú khổng lồ rục trịch xung quanh, vỗ đầu hắc lông, tiếp tục bay về phía trước. Bay qua một ngọn núi lớn cao tới ngàn trượng, tiến vào một bình nguyên thật lớn, trên bình nguyên có mấy con đầu dê, móng sói, trên người có quái thú ngũ sắc, cao chừng một trượng, thân giống hưu xạ, đuôi giống đuôi trâu, còn có vảy rồng và một cái sừng hình tượng này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Đây không phải là kém kỳ lân vẽ trên tranh Tết sao? Trương Thanh thầm nghĩ. Vì thế hỏi Hắc Long. Phía dưới mấy con quái thú kia là quái thú gì? Hắc Long nhìn phía dưới một cái kỳ quái nói. Lão gia không biết kỳ lân. Kỳ lân đời sau chính là thủy thú, nơi này sao lại hung dữ như vậy? Hơn nửa lúc trước cùng Hắc Long đánh nhau cái kia chỉ hỏa ưng nói, Nguyên Phượng, chẳng lẽ bây giờ còn là đang long phượng thời kỳ? Hẳn là vậy, vì thế lại hỏi. Long tộc các ngươi hiện tại tộc trưởng là ai? Hắc Long trả lời. Hồi lão gia, hiện tại tổ Long thống lĩnh Long tộc, Long tộc phân thành Hắc Long, Bạch Long, Kim Long, Hoàng Long các loại, trong đó tổ Long chính là thuộc về Kim Long nhất tộc, Bạch Long thứ hai, Hắc Long chúng ta ở trong Long tộc không được chào đón nhất, cho nên lúc ấy đụng tới lão gia, chính là ta một mình đi săn bắn. Chương 7 Bất Chu Sơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vậy ngươi có biết long tộc các ngươi có bao nhiêu cao thủ không? Ân, ừ, so với ngươi tu vi cao hơn, Trương Thanh lại hỏi. Hắc Long suy tư một chút nói: Theo ta được biết, long tộc đại la chi cảnh hơn ngàn, thái ất chi cảnh hơn vạn, kim tiên chi cảnh vậy nhiều không kể xiết, một câu nghe được trong lòng Trương Thanh qua lạnh qua lạnh, quả nhiên là kim tiên đi khắp nơi, đại la nhiều như chó a. À. Đây vẫn chỉ là long tộc, cộng thêm phượng tộc cùng kỳ lân cùng thời kỳ, ngoan ngoãn, ghê gớm a, à, xem ra mình cưỡi Hắc Long bay đầy trời là có chút nâng đỡ, Hắc Long, ngươi có thể nhỏ đi một chút không? Hắc Long nghe xong, thân thể co rụt lại, trở nên chỉ có hai ba trượng lớn nhỏ, đầu rồng cũng tương ứng nhỏ đi, hai cái sừng rồng vừa vặn đem Trương Thanh hộ ở chính giữa. Hắc Long một đường không ngừng bay về phía trước, Trương Thanh từ xa đã nhìn thấy một ngọn núi chọc trời dựng đứng ở chân trời từng trận uy áp truyền đến, Hắc Long đã bay chậm hơn rất nhiều, không phải mệt mỏi, mà là bị từng trận uy áp kia hù dọa. Vì thế Trương Thanh từ trên đầu rồng phi thân xuống nói. Có thể hóa hình không? Hắc Long cũng không trả lời, thân thể vừa chuyển biến thành một cái cao một M8 thanh niên, một đầu tóc đen dáng người cân xứng, mặt Hắc y vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng, lại còn có chút tiểu soái. Thấy Trương Thanh xem ra, Hắc Long cao ngạo ngửa đầu nói đã sớm hóa hình, Trương Thanh cũng không quản bộ dáng thối tha của hắn nữa, cất bước đi về phía ngọn núi cao kia. Bởi vì hắn đã biết đó là núi gì, hẳn là núi bất chu do xương sống bàn cổ biến thành, nếu không hắc long cũng sẽ không trấn áp cũng sắp không thể phi hành. Trương Thanh thử một chút, chính mình bay lên cũng vất vả, vì thế liền cùng hắc long từng bước một đi qua, bất chu sơn kia nhìn ngay trước mắt, Trương Thanh tự giác đi cũng không chậm, mặt trời lên mặt trời lặng vô số lần mới có thể đi đến chân núi uy áp nơi này đã rất lớn bên ngoài thân thể hắc long đã có từng mảnh long lân ẩn hiện trương thanh khoanh chân ngồi dưới chân núi điều tức một hồi mang theo hắc long cùng nhau leo lên núi bất chu dọc theo đường đi kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết trương thanh hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt nếu như không có ngoài ý muốn bất chu sơn này về sau cũng sẽ sụp đổ thay vì lãng phí những thứ tốt này không bằng tiện nghi chính mình một đường leo lên một đường thu các loại tài liệu luyện khí thu không ít còn ở trên một vách đá dựng đứng thu hoạch một gốc cây trà tản ra tiên khí mờ mịt hái một chiếc lá trực tiếp nhai lại có công hiệu tĩnh tâm an thần bị trương thanh đào lên cùng với một khối bùn đất chung quanh chờ trở về trồng ở đảo phương trượng của mình dưới tàn cây trà lại còn phát hiện một khối thanh không thạch lớn bên trong tàn không gian là lựa chọn không hai để luyện chế pháp bảo không gian trương thanh dứt khoát ngừng lại dùng lý giải thô thiển của hắn đối với lực không gian luyện thành mấy chiếc nhẫn không gian và một cái cờ lê màu xanh. Mấy cái vòng tay thu lại, trực tiếp đem xoay ngón tay bộ đến tay trái trên ngón cái, phẩm cấp tuy rằng không cao, chỉ có chính đạo cấm chế, nhưng là không gian còn không tính nhỏ, chứa xuống mấy cái đầu núi nhỏ dư giả có. Sau khi tu luyện vài ngày, thích ứng áp lực nơi này, liền tiếp tục leo lên, thấy Hắc Long một bộ muốn nói lại thôi, Trương Thanh hỏi. Có việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần cẩn thận như vậy. Hắc Long nghe xong cười hắc hắc nói: Cái kia, lão gia có thể tặng ta một cái nhẫn trữ vật hay không? Bộ tộc chúng ta đối với đạo luyện khí cũng không tinh thông, hắc hắc. Trương Thanh trực tiếp lấy ra một cái vừa mới luyện chế chỉ hoàng ném cho Hắc Long. Hắc Long vui vẻ liên tục nói cám ơn. Hắn đã sớm muốn có một cái trữ vật pháp bảo, trong tay áo càng không thuộc hắn luyện cũng không tốt, thu không được bao nhiêu đồ vật, xem ra cùng chủ nhân cũng không hoàn toàn là chuyện xấu theo càng leo càng cao uy áp cũng lại càng lớn dần dần hắc long đã theo không kịp bước chân của trương thanh đành phải để hắn ở tại chỗ tu luyện thích ứng trương thanh tự mình tiếp tục leo lên trương thanh cũng là hướng lên trên một đoạn liền đã tọa tu luyện vài ngày nhưng là tu vi không thăng ngược lại hàng hiện tại tu vi đã từ thái ất kim tiên đỉnh phong hạ xuống tới trung kỳ nhưng trương thanh không những không có lo lắng ngược lại còn rất cao hứng bởi vì đây là lợi dụng uy áp của bất chu sơn củng cố cơ sở, hiện tại chiến lực có thể đánh trước ba cái thái ất kim tiên chính mình. Cái này làm cho Trương Thanh đối với Leo Bất Chu Sơn có động lực lớn hơn nữa, chẳng những có đồ tốt thu, còn có thể tăng trưởng thực lực, thật sự là một địa phương tốt a. À. Những sinh linh khác đối mặt uy áp như thế, bản năng lựa chọn rời xa, cái này tiện nghi Trương Thanh cùng Hắc Long, thế nhưng Hắc Long tu vi vẫn là thấp một chút. Để cho hắn chậm rãi đi theo phía sau đi, có thể cao bao nhiêu phải xem tạo hóa của hắn. Một ngày, Trương Thanh mới từ trong khôi phục tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác bên người truyền đến từng trận nồng đậm tiên thiên linh khí. Đi theo cổ linh khí này, Trương Thanh chậm rãi đi tới một cái giếng sâu bên cạnh. Tiên thiên khí màu trắng nhà bên trong đã ngưng thành chất lỏng, Trương Thanh thu thập lưu loát quanh thân, chiêu ra thừa ảnh kiếm kiếm nắm trong tay, nhảy xuống, cả người chìm vào trong giếng sâu, bắt đầu hấp thu tu luyện không riêng gì Trương Thanh đang hấp thu, thừa ảnh kiếm trong tay cũng đem một cổ linh khí tiên thiên hút vào trong thân kiếm, thân kiếm trở nên càng thêm cường đại, tiên thiên linh bảo vốn 27 đạo cấm chế, lại có thêm hai đạo cấm chế, hai đạo cấm chế này căn bản không cần Trương Thanh phân thần luyện hóa. Trương Thanh cũng không đi quản nó, một người một kiếm không biết hấp thu bao lâu, khi cuối cùng một giọt tiên thiên linh khí bị hấp thu xong, Trương Thanh khoanh chân ngồi ở đáy giếng, chậm rãi cảm thụ được thân thể biến hóa tu vi cảnh giới vẫn là thái ất kim tiên trung kỳ, nhưng thân thể lại cường đại gấp mấy lần, không kém thân thể đại la chi cảnh lúc trước ở trong hỗn độn. Nơi này hẳn là bàn cổ tụy sống sở hóa, linh khí còn không có trạng tán xong, xem như tiện nghi trương thanh. Thu thừa ảnh kiếm vào đan điện tiếp tục dùng kiếm khí hỗn độn của mình ôn dưỡng, trương thanh dùng cả tay lẫn chân bò ra, xoay người thi lễ thật sâu với miệng giếng, sau đó lại tiếp tục trèo lên. Một ngày trương thanh đi tới một sơn cốc, sơn cốc này cư nhiên có tiên thiên trận pháp thủ hộ, Trương Thanh thử oanh một quyền, trận pháp vẫn không nhúc nhích, hắn biết mình không phá được tiên thiên trận pháp này. Đành phải xoay người rời đi. Hắn không biết chính là, khi hắn xoay người đi về sau, cái này tiên thiên trận pháp bên trong một cái các y trung niên dáng dấp người, cùng một cái nửa người dưới là thân rắn nữ tử mở mắt. Nữ tử hỏi. Huynh trưởng, vừa rồi bên ngoài người nọ tu vi so với ngươi như thế nào, các y trung niên nói ta không bằng hắn, ngươi và ta tỉnh lại ngày đã bị này tiên thiên trận pháp bảo hộ ở trong đó, mùi mùi mau chóng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày bài trừ này tiên thiên trận pháp mới có thể đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, nói xong, hai người đều tự nhắm mắt tu hành đi. Trương Thanh lúc này lại đối mặt với một sự vật ngay người nửa ngày, chỉ thấy trong một sơn cốc trước mặt hắn, cũng không có kỳ hoa dị thảo nào khác, ngay cả cỏ cây bình thường cũng không có một cây, ở giữa chỉ có một cây mây hồ lô tản ra linh khí mờ mịt chẳng lẽ đây là tiên thiên hồ lô đằng của hồng hoang? Theo đằng mạng nhìn xuống, quả nhiên rễ hồ lô có một đoàn đất màu vàng đất, tản ra từng trận thổ hành chi lực. Chương 8 Tiếng lục hồ lô Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên dây mây hồ lô kết bảy cái hồ lô nhỏ, một là màu tím kim, bên trong tàn tam mùi chân hỏa cùng huyền băng hàng khí, hai cổ linh khí tương sinh tương khắc, tự thành càng khôn. Một là màu đỏ rực, bên trong ẩn chứa vô số hạt cát đỏ rực. Một là màu tím nhạt, bên trong có điên đảo ngũ hành chi lực phát ra. Một là màu tím xanh, từng trận dược khí lan tỏa. Một là màu tím ố vàng, mơ hồ có tiếng kỳ lân truyền ra. Một là màu tím lục, hỗn độn khí lan tỏa, người cuối cùng là màu đen, tạm thời nhìn không ra cái gì dị thường. Trong bảy cái hồ lô, chỉ có cái thứ sáu màu tím xanh chi sắc hồ lô, trưởng thành lớn nhỏ bàn tay đã thành thục tản ra trận trận hỗn độn khí trương thanh thần thức thăm dò vào trong đó phát hiện bên trong tự thành không gian bên trong rất nhiều hỗn độn khí tự sinh mắt thấy đã thành thục mấy người khác sẽ nhỏ đi rất nhiều trương thanh suy nghĩ thật lâu thích làm gì thì làm đưa tay tháo xuống cái hồ lô tím xanh duy nhất thành thục kia lại bấm một đoạn hồ lô tu luyện thành một sợi dây thừng màu tím đem hồ lô tím xanh cứ như vậy treo ở bên hông về sau chậm rãi luyện hóa là được trước khi đi lại từ trong tức những móc ngón cái mang đi dù sao đồ chơi này nghe nói cũng có thể tự mình sinh trưởng mình lấy một chút cũng không tính là quá phận trước khi đi bố trí cho ngươi một trận pháp phòng hộ đi xem như một chút bồi thường trương thanh tiện tay bố trí một trận pháp phòng hộ xung quanh dây leo hồ lô lâu như vậy hắc long tên kia cũng không đuổi kịp thật đúng là chậm trương thanh tiếp tục leo lên trên mắt thấy sắp tới đỉnh núi uy áp đã tương đối lớn có đôi khi hỗn độn kiếm thể của Trương Thanh đều bị đè lên bong bong rung động. Tu Vi đã bị áp súc đến thái ất kim tiên sơ kỳ. Chịu uy áp cực lớn từng bước từng bước leo lên, rốt cục tại một khắc nào đó bước lên đỉnh núi, uy áp cũng vào lúc này đạt tới cực hạn, Trương Thanh nhất thời ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng thích ứng với cổ uy áp này. Lúc này nơi cực tây, một đạo bóng người đen kịch bay ra, thẳng đến núi lửa phía nam mà đi, sau khi tiếp cận ngọn núi lửa lớn nhất kia, chậm rãi ẩn đi thân hình, nơi này là nơi nguyên phượng tu luyện. Nếu như Trương Thanh ở chỗ này, sẽ phát hiện bóng đen này khí tức rất quen thuộc, chính là lúc trước trong hỗn độn không gian, ở trước mặt Trương Thanh cùng hỏa chi pháp tắc, đồng quy vu tận đoạn hát khí kia. Hiện tại đã không phải là Sơn Dương đợi làm thịt đen kiệt, mà là Đại La Kim Tiên cầm trong tay trường thương màu đen. Lần này hắn muốn trồng một quả trứng nguyên phượng, giá họa cho long tộc sau đó lại đi trộm long tộc tổ long châu giá họa cho kỳ lân nhất tộc như vậy ba phương bọn họ mới có thể chém giết chỉ có tam tộc tử thương thảm trọng hắn mới có cơ hội hấp thu tinh huyết tam tộc hoàn thành bước cuối cùng của ma công từ đó đạt tới cảnh giới chuẩn thánh ma tộc công pháp giỏi nhất là che giấu huống hồ nguyên phượng này một mực tu luyện ba quả trứng lóe hồng quang được đặt ở một miệng núi lửa hấp thu dung nham lực bóng đen tới gần miệng núi lửa vòng qua thủ hộ trận pháp lặng lẽ lấy đi một viên trứng phượng hoàng sau đó toàn lực trút đi không kinh động đến nguyên phượng vì đẻ trứng mà rơi vào thời kỳ suy yếu ngựa không dừng vó một đường đi tới long tộc chi địa lại dùng lại chiêu cũ trọng đi tổ long châu trong long cung cũng đem quả trứng trọng được đánh nát ở trong bảo khố long cung trong nháy mắt trứng phượng hoàng bị đánh nát trong núi lửa phía nam một tiếng phượng minh thê lương phóng lên trời ánh lửa nhất thời tràn ngập nửa bầu trời nguyên phượng phóng lên cao nhìn hai hài tử còn lại trong miệng núi lửa lại là một tiếng kêu kinh thiên theo cảm ứng bay về phía long tộc mà bóng đen lúc này đã mang theo tổ long châu đến nơi kỳ lân cư trú len lén đem long châu giấu ở chỗ kỳ lân chôn cốt sau đó lại cầm lên một đầu tiểu kỳ lân lần nữa lặng lẽ trở về phía nam núi lửa bên trong tàn nhẫn đem tiểu kỳ lân đầu nhập vào nguyên phượng tu luyện núi lửa bên trong làm xong hết thảy bóng đen cảm giác được đông hải truyền đến chấn động kinh thiên tàn nhẫn cười sau hắc ảnh thấp giọng lẩm bẩm. Mau đánh nhau đi, dết càng nhiều càng tốt, như vậy la hầu ta cần tinh huyết mới có thể sưu tập đầy đủ, mà công mới có thể đại thành, hắc hắc hắc, sau đó thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Lại nói Nguyên Phượng nổi giận đùng đùng đi tới bầu trời Long Cung nơi Đông Hải Long tộc sinh sống, một ngụm Phượng diễm phun ra, đem biển rộng đều bốc hơi ra một cái động lớn. Nước biển ở dưới Phượng diễm nhanh chóng biến mất, sau đó đại động lại bị bốn phía nước biển lấp đầy nguyên phượng chỉ vì gây ra động tĩnh kinh động người của long tộc quả nhiên vài tiếng long ngâm chi thanh truyền đến tổ long mang theo mấy chục cái kim long bay lên trời thấy lại là nguyên phượng đến lớn tiếng nói nguyên phượng đạo hữu vì sao đến ta đông hải nguyên phượng thấy lão cá chạch này cư nhiên giả ngu lạnh lùng nói ta cảm ứng được một hài nhi của ta ngay tại long cung của ngươi có dám để cho ta đi xuống lục soát không tổ long còn chưa nói chuyện phía sau hắn kim long trưởng lão lại trực tiếp sặc nói làm càng ta lòng cung há là ai cũng có thể lục soát hay là trở về ngươi núi lửa đùa dẫn uy phong đi tổ long nghe xong không nói gì tính tình nguyên phượng nóng nảy đối với kim long trưởng lão đáp lời chính là một ngụm phượng diễm kim long trưởng lão không nghĩ tới nguyên phượng ở chỗ này cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy một ngụm phượng diễm bị hắn tiếp kết trắng chắc, nhất thời một thân long lân kim quang lóng lánh bị đốt một mảnh đen kịt. Kế tiếp không cần nghĩ cũng biết, một hồi đại chiến cứ như vậy mở mang. Trong chiến đấu tổ long nguyên phượng cũng không có chú ý tới, bọn họ nhỏ xuống máu còn không có rơi xuống biển liền biến mất không thấy. Đại chiến cuối cùng bởi vì nguyên phượng thất bại trốn về núi lửa chấm dứt, nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi tổ long trở về long cung, mệnh tộc nhân tra rõ trong long cung, hắn biết Nguyên Phượng sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này tìm hài tử. Quả nhiên, khi một đệ tử long tộc ở trong cửa vào bảo khố tìm được vỏ trứng vỡ nát, sau khi tổ long đi vào bảo khố, xác nhận đây chính là Phượng đảng có huyết mạch Nguyên Phượng. Còn có lại phát hiện dấu ở bảo khố bên trong long châu cư nhiên không thấy, tổ long nhất thời hiểu được bọn họ đều lấy đạo của người khác, không cần nghĩ. Hiện tại Long Châu không phải ở núi lửa chính là ở kỳ lân chi địa vì thế tổ long nhanh chóng đưa tới tất cả long tộc trên đại la thương nghị đối sách mặc kệ như thế nào long châu là muốn tìm trở về cái này liên lụy toàn thể long tộc truyền thừa cùng tu luyện không thể qua loa chỉ là bọn họ không nghĩ tới kỳ lân nhất tộc dưới sự dẫn dắt của kỳ lân lão tổ đi thẳng tới núi lửa lần này tam tộc hoàn toàn rối loạn tuy rằng sau đó có tổ long nhắc nhở nhưng ba phương đã tổn thất thảm trọng kỳ lân nhất tộc dẫn dắt tẩu thú ở núi lửa phía nam bị nguyên phượng nổi giận thiêu chết rất nhiều dưới ưu thế trên không của phi cầm nhất tộc kỳ lân nhất tộc tổn thất thảm trọng tổ long theo long châu khí tức vốn định nhân cơ hội lấy đi long châu không nghĩ tới cùng kỳ lân lão tổ đại bại mà về đụng phải việc này nháo kỳ lân lão tổ vừa mới chịu thiệt thòi lớn mặc kệ tổ long giải thích như thế nào liền một chữ làm vì thế đại chiến lại nổi lên cuối cùng cùng đuổi theo mà đến Nguyên Phượng đại quân cùng một chỗ, ba phương triển khai kinh thiên đại chiến, La Hầu lão tổ đã vui vẻ muốn bay lên, lượng lớn tinh huyết bị hắn hấp thu luyện hóa. Cuối cùng Kỳ Lân lão tổ cùng Nguyên Phượng đồng quy vu tận, Tổ Long cũng trọng thương bỏ mình. Từ đó tam tộc suy thoái, không thể không lui về phía sau màn, duy nhất người thắng đã trở về cực Tây chi địa, bởi vì hắn ma công đã đại thành, thuận lợi tấn chức đến chuẩn thánh chi cảnh cực tây chi địa còn có bốn thanh tiên kiếm đợi hắn thu. Chương 9 La Hầu Bảo Vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. La Hầu kia trực tiếp đến trong một sơn cốc ở cực tây, nơi đây chính là tru tiên tứ kiếm cùng tiên thiên tru tiên trận đồ hình thành một kiếm trận. La Hầu sở dĩ hào hết tâm tư chăm ngòi tam tộc, hấp thu tinh huyết tăng trưởng tu vi không phải mục đích cuối cùng, tru tiên tứ kiếm cùng trận đồ mới là hắn muốn. Tru tiên bốn kiếm theo thứ tự là tru tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Hơn nữa, tru tiên trận độ có thể hình thành tru tiên kiếm trận, dưới sự điều khiển của thánh nhân, không phải tứ thánh hợp lực thì không thể phá. Nhưng hiện tại dù sao cũng không có người điều khiển. Lúc này La Hầu đã nhập chuẩn thánh, lúc này mới đến thu phục tru tiên tứ kiếm, từ đó hắn đã có ba kiện tiên thiên chí bảo, thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, còn có tru tiên tứ kiếm vừa mới thu phục trong đó 12 phẩm diệt thế hắc liên, chính là từ 48 phẩm hỗn độn thanh liên bên trong phân ra, lúc trước trong hỗn độn sinh ra nhất bổn nguyên 48 phẩm hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên có 5 phiến lá, 5 hạt sen, 48 cánh hoa. Trong đó một mảnh lá cây thành thục thai ngén ra một đóa thanh liên 36 phẩm tạo hóa thành thục, bốn mảnh khác không thành thục phân biệt thai ngén ra chính là 12 phẩm công đức kim liên, 12 phẩm diệt thế hắc liên, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, 12 phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Lúc trước ở trong hỗn độn La Hầu cùng hỏa chi pháp tắc lưỡng bại câu thương sau đó, còn thiếu chút nữa bị khi đó thân là hỗn độn kiếm khí Trương Thanh hấp thu, sau đó bàn cổ khai thiên hậu, ngoài ý muốn đạt được 12 phẩm diệt thế hắc liên này, cũng từ trong đó ngộ ra ma tu chi đạo, lúc này mới có ma tổ La Hầu sau đó, thí thần thương cũng là hắn tại đạt được hắc liên thời điểm phát hiện linh bảo. Nói đến hỗn độn thanh liên, bị lực trùng kích cực lớn của bàn cổ đánh nát, cuối cùng rơi vào bất chu sơn, rải rác thành hơn 10 kiện pháp bảo đỉnh cấp. Càng không đỉnh chính là đài sen hỗn độn thanh liên biến thành, về sau bị hồng quân đạo tổ đoạt được. Những thứ này tạm thời đều không liên quan đến trương thanh, hắn đang đấu tranh với uy áp của bất chu sơn, theo thời gian trôi qua, ngoài trừ đạo hạnh vẫn là thái ất kim tiên sơ kỳ, nguyên thần và nhục thân đều đã đạt tới đỉnh đại la. Khi trương thanh mở hai mắt ra, lập tức cảm giác thiên địa đều trở nên không giống nhau uy áp của Bất Chu Sơn đối với hắn cơ hồ đã không còn ảnh hưởng, chuyến đi Bất Chu Sơn lần này đã thu hoạch rất nhiều, là nên đi nơi khác dạo chơi. Vì thế Trương Thanh từng bước một đi xuống chân núi, ở giữa sườn núi gặp hắc Long bầy nát, người này cư nhiên đến cảnh giới kim tiên đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể tu đến thái ất đạo quả. hắc Long thấy Trương Thanh đã xuống, vội vàng tỏ vẻ mình đã trải qua cực hạn, không thể đi lên nữa, nếu không sẽ bị đè chết, Trương Thanh cũng lười vạch trần hắn liền mang theo hắc long cùng xuống núi. Hồng hoang một chỗ vạn trượng đỉnh núi cao, một cái đầu buộc đạo kế, mặt đạo bào lão giả khoanh chân ngồi ở nơi đó, giống như đang chờ người nào đó, quả nhiên chỉ chốc lát sau thì có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Một người trong đó tay cầm cành liễu lão giả nói. Hồng quân, tìm chúng ta tới là vì cái kia la hầu, nguyên lai đạo bào lão giả chính là tiên thiên ma thần theo chân hồng quân. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi, nghe được lão giả kia hỏi sau trả lời dương mi đừng nói ngươi không biết la hầu kia đã lấy được tru tiên tứ kiếm cùng trận đồ nếu để cho hắn trước thành tựu thánh vị đồng dạng làm hỗn độn đại kiếp nạn sau may mắn còn sống sót người ngươi cảm thấy nó sẽ buông tha chúng ta mấy người ân ừ, ngươi nghĩ sao thì ra mấy người đều là tiên thiên thần ma trong hỗn độn tránh thoát khai thiên đại kiếp nạn hồng quân đạo nhân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp không tâm liễu thụ nắm giữ không gian pháp tắc nhướng mày lão tổ, thời gian đạo nhân nắm giữ thời gian pháp tắc, càng không lão tổ nắm giữ âm dương pháp tắc. Mấy người mỗi người đều có chuẩn thánh tu vi. Đều là nhân vật độc ác xuất hiện trong hỗn độn, ai mà không muốn độc chiếm hồng hoang chứ. Hiện tại La Hầu cư nhiên thu phục Chu Tiên Tứ Kiếm, chiếm được Chu Tiên Trận Đồ, lần này Hồng Quân ngồi không yên, hắn tuy có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên người, thế nhưng đạo của hắn chính là lấy tự thân hợp thiên đạo, đầu tiên phải chiếm cứ đại thế. Như vậy liền không cho phép người khác vượt qua hắn, nếu như la hầu một khi thành thánh, vậy hắn còn hợp cái rắm thiên đạo. Vì thế tụ tập ba vị này cùng nhau, thương lượng làm sao đối phó la hầu. Lúc này những mày lão tổ nói. Thừa dịp hắn không có hoàn toàn luyện hóa tru tiên bốn kiếm, trực tiếp vết qua làm một hồi là được, nói xong lại dẫn đầu hướng phương Tây bay đi mấy người vừa nhìn vị này rõ ràng so với bọn họ còn gấp hơn, kỳ thật cũng đúng, bốn chọi một, còn đều là chuẩn thánh tu vi, làm là xong rồi, thương lượng cái gì? Nơi cực Tây, ma tộc La Hậu đang ngồi ngay ngắn trên thập nhị phẩm hắc Liên, cố gắng luyện hóa Tru Tiên Tứ Kiếm, chung quanh là trận pháp phòng hộ hắn bố trí, Tru Tiên Tứ Kiếm này mỗi cái đều có 40 đạo cấm chế, tiêu chuẩn hỗn động linh bảo. Tru Tiên Kiếm và Hãm Tiên Kiếm đã được hắn luyện hóa thành công đang cầm ở trong tay chính là tuyệt tiên kiếm, mắt thấy lập tức đạo cấm chế thứ 20 liền muốn luyện hóa, bỗng nhiên phòng hộ trận pháp một trận lay động, La Hầu nhanh chóng dựng tay, đứng lên nói: "Phương nào đạo hữu đến ta cực tây chi địa, không biết trận pháp là vật có chủ sao?" La Hầu cho rằng hiện tại Hồng Hoang, lấy hắn chuẩn thánh tu vi đã thuộc đỉnh cao, không nghĩ tới lại có người dám tới hắn nơi này quấy rối, bên ngoài công kích còn đang tiếp tục, cũng không có người đáp lời. La Hầu liền biết đây là hướng hắn tới. Vì thế thu hồi tru tiên tứ kiếm, chiêu ra thí thần thương cầm trong tay. Hắn biết mình ở trên trận pháp không phải thế mạnh, cái này phòng hộ trận pháp cũng chỉ là đưa đến cảnh báo tác dụng, nhìn bên ngoài cường độ công kích, chống đỡ không được bao lâu sẽ bị phá, La Hầu là ai? Đây chính là tiên thiên thần ma từ trong hỗn độn lưu lại, làm sao có thể cam tâm chờ trận pháp bị phá? Vì thế vung tay lên, chủ động rút đi trận pháp, Nhìn ra bên ngoài rõ ràng có bốn lão gia hỏa chia làm bốn phương, trong tay mỗi người đều ngưng tụ ra một đoàn tinh thuần tiên thiên chi khí, còn chuẩn bị hướng vào trong chào hỏi đây. Bốn người này hắn đều biết, La Hầu nổi giận nói: "Hồng quân, ngươi cái này dối trá tiểu nhân, bản tôn có từng đắc tội qua ngươi?" Hắn cũng biết lai lịch của ba người khác, cũng từng là hỗn độn thần ma như hắn, đây là sợ mình luyện hóa tru tiên bốn kiếm đi thu thập bọn họ trước. "Ha ha ha, La Hầu" ngươi ác ý khơi mào tam tộc chiến loạn, cho hồng hoang sinh linh tạo thành ngập trời sát nghiệt, hôm nay ngươi liền trở về hỗn độn đi, càng không lão tổ đầu tiên mắng. Mà nhướng mày lão tổ vung thanh liễu trong tay, trực tiếp rút về phía La Hầu, thật sự là người tàn nhẫn không nhiều lắm a à, mà tổ La Hầu vừa thấy cành dương liễu rút tới, thí thần thương đâm thẳng qua, dương liễu chi cùng thí thần thương đụng nhau cư nhiên phát ra tiếng nổ âm âm. Lúc này Hồng quân cũng tế xuất tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, đưa tay ném một cái, trực tiếp lơ lửng ở đỉnh đầu ma tổ La Hầu, từng đạo trọng lực pháp tắc hạ xuống, La Hầu trong nháy mắt cảm giác bản thân nặng ngàn vạn cân, thân thể nhất thời chậm lại. Sau đó âm dương cùng càng không hai vị lão tổ cũng thừa cơ vây quanh, các thi thủ đoạn vây công ma tộc La Hầu. Mà lúc này Trương Thanh cũng vừa vặn bước vào vùng đất cực Tây, cảm thụ được dao động của đại chiến phía trước, lập tức để cho Hắc Long đứng tại chỗ, chính mình ẩn thân đi tới quan sát. Trương Thanh hiểu được chấn động như thế nhất định là người trên đại la mới có thể tạo thành, bản thân cần quan sát chiến đấu nhiều một chút mới được. Chương 10 Dẫn bạo địa mạch la hầu bỏ mình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dù sao hắn mặc kệ là ở trong hỗn độn hay là ở trong hồng hoang, cơ hội không có cùng cao thủ đối chiến kinh nghiệm, cơ hội không thể bỏ qua. Khi đi tới cách chiến trường ngàn dặm, vận động thị lực phát hiện trên không trung đang có bốn người vây công một người, người nọ cầm trong tay tử hát thần thương, chân đạp hát liên, đầu đầy tóc đen đón gió tung bay, thật là một đại hán uy vũ. Lại nhìn bốn người kia, đều là đạo nhân ăn mặc, một người cầm trong tay cành liễu đối ở giữa người nọ mãnh liệt quất, một người cả người phát ra âm dương nhị khí, cầm trong tay thái cực đồ cũng liên tiếp phát động công kích. Còn có một người tế khởi một cái đại đỉnh, dùng nguyên thần điều khiển trực tiếp đập về phía trung gian người nọ, lúc này chợt nghe cầm trong tay một cây đại phiên lão đạo quát đến. La Hầu, hôm nay tụ tập âm dương, càng không cùng nhướng mày đạo hữu chiến một người ngươi, còn không nhanh chịu chết, nói xong một phiên hướng hành động thông thả La Hầu đập tới. Lại nhìn đại hán ở giữa, động tác đã bị tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu đè chậm như bà lão, không thể không tế ra tru tiên tứ kiếm còn chưa hoàn toàn luyện hóa, bốn kiếm vừa ra, mấy người vây công đồng thời cả kinh, dù sao bộ đại sát khí này quá lợi hại, La Hầu phun ra một ngụm kim huyết. Nhất thời bốn kiếm phân biệt hướng bốn người bay đi lục tiên kiếm nhắm ngay càng khôn lão tổ tuyệt tiên kiếm nhắm ngay âm dương lão tổ hãm tiên kiếm nhắm ngay dương mi lão tổ mà tru tiên kiếm nhắm ngay chính là hồng quân kia lúc này hồng quân vẫy tay tạo hóa ngọc điệp định ở trên đỉnh đầu la hậu về tới bên người định trụ tuyệt tiên kiếm lần này có thể khổ âm dương lão tổ cùng càng khôn lão tổ vốn thông thả phi hành sát khí trong nháy mắt biểu xạ đến trước người mà pháp bảo của bọn họ vừa mới đập ra ngoài muốn trở về phòng ngự đã không còn kịp, nhất thời bị lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm xuyên thấu ngực, tại chỗ đi đời ma. Mà. mà hãm tiên kiếm bị lão tổ nhướng mày vung tay áo lên liền không thấy bóng dáng, sau đó trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lại là dùng không gian chi đạo trực tiếp đem hãm tiên kiếm dời đi ra ngoài, lần nữa xuất hiện hãm tiên kiếm đã mất đi liên lạc với La Hầu. Hãm tiên kiếm chính là một trong hai kiện tiên kiếm bị La Hầu luyện hóa, vừa cắt đứt liên lạc, La Hầu chợt cảm thấy đầu đau nhất, một ngùng nghịch huyết liền phun ra. Lúc này một tru tiên kiếm khác bị hắn luyện hóa, cũng bị tạo hóa ngọc điệp của Hồng quân lão tổ định trụ, tru tiên kiếm trận nhất thời bị phá, Hồng quân lúc này nắm lấy cơ hội, bàn cổ phiên trong tay bay ra, nhất thời đem la hầu đánh ngã, rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất cứng trắng đập ra một cái hố lớn sâu hơn 10 mét. Trương Thanh nhìn đến mê mẩn, quá đặc sắc, quả nhiên mấy vị này đều là người trâu bò. La Hầu không hổ có danh xưng ma tổ, lấy một địch bốn mặt dù bại nhưng vinh từ cổ họng người nọ vừa rồi hô lên trương thanh trên cơ bản đã xác nhận thân phận mấy người cầm trong tay thái cực đồ vị kia hẳn là âm dương lão tổ khống chế càng không đỉnh vị kia chính là càng không lão tổ về phần cầm trong tay cành liễu cái kia hẳn là nhướng mày lão tổ cuối cùng cầm cờ một người không cần phải nói chính là hồng quân lão tổ không thể nghi ngờ từ hắn tạo hóa ngọc điệp cùng bàn cổ phiên có thể phán đoán ra mắt thấy la hầu bị nện vào lòng đất không có động tĩnh hồng quân lão tổ sợ có chuyện ngoài ý muốn một cước dặm ở lơ lửng càng không đỉnh trên chỉ thấy càng không đỉnh hóa thành một đạo tử quan trực tiếp đập về phía bị la hầu đụng ra cái kia trong động lớn trong động nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếp theo một đạo phát ra ngập trời mà khí âm ba từ trong động truyền ra hồng quân tiểu nhân đê tiện các ngươi hôm nay liền cho ta ở nơi cực tây này chôn cùng đi ha 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 vừa dứt lời Trương Thanh thầm nghĩ một tiếng không tốt, xoay người hướng xa xa biểu xạ mà đi, thời điểm đi qua hắc long một phen vớt nó lên bỏ chạy, một trận ầm ầm vang lên, địa mạch vùng cực tây cư nhiên bị ma tổ la hầu kích nổ, trong nháy mắt địa mạch bộc phát, thân ảnh lão tổ nhướng mày liền trốn vào trong một không gian gần sóng biến mất không thấy. Mà hồng quân lão tổ thì tế ra 12 phẩm công đức kim liên ngồi lên, đạo đạo công đức kim quang đem hắn hộ ở chính giữa còn đem tạo hóa ngọc điệp cùng bàn cổ phiên trắng ở bên cạnh, lại đưa tay chụp thái cực đồ đã vô chủ, phòng hộ chính mình. Mặc dù như thế, vẫn bị dư chấn địa mạch nổ tung liên tục học máu. Không ai nhìn thấy chính là, càng không đỉnh cùng 12 phẩm diệt thế hắc liên tại địa mạch bộc phát trong nháy mắt, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, mà càng không đỉnh bay ra phương hướng chính cùng Trương Thanh chật vật chạy trốn phương hướng nhất trí. Trương Thanh cầm lấy hắc long trong nháy mắt bay ra xa ngàn vạn dặm, nhưng mà không đợi hắn quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy sau lưng một đạo cự lực không thể chống đỡ truyền đến, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, một đại đỉnh trắng chắc nện vào sau lưng hắn. Phốc một ngụm tinh huyết phun ra, bị càng không đỉnh tiếp một giọt không thừa. Vì thế càng không đỉnh tử quan chợt lóe, biến mất trong cơ thể Trương Thanh. Cái này Trương Thanh bị đụng hỗn độn kiếm thể đều thiếu chút nữa tan rã. Hít sâu vài cái mới chậm lại, không kịp nhìn kỹ, cầm lấy hắc long điên cuồng bay về phía đông. Bay liên tục ba ngày ba đêm, mới hạ thân hình xuống một đỉnh núi nhỏ, ném hắc long đã sắp bị quăng ngất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đưa tay vỗ hồ lô xanh biết bên hông, một đạo hỗn độn chi khí bay ra, bị trương thanh hút vào trong cơ thể. Lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, quá nguy hiểm, nếu không là mình là hỗn độn kiếm khí thân thể, nếu không là cách được xa, bất kể là địa mạch bộc phát hay là càng không đỉnh đập một cái kia, đều đủ hắn uống một bình. Nhớ tới càng không đỉnh, Trương Thanh lập tức tỉnh táo lại, lật tay một cái, một cái to bằng bàn tay mini đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay, đây chính là có 30 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Là đài sen sáng thế thanh liên biến thành, công năng phản bản quy nguyên, đề cao phẩm chất đẳng cấp bảo vật, binh khí, chuyển hóa hậu thiên thành tiên thiên. Hơn nữa còn là một chí bảo phòng ngự đỉnh cấp lực phòng ngự còn mạnh hơn cả thái cực đồ. Ngoan ngoãn, đây rốt cuộc là vận may hay là vận xấu? Trương Thanh thầm nghĩ, thiếu chút nữa bị cái đỉnh này đập tan giá, lại bị chính mình đánh bậy đánh bạ cho trực tiếp thu vào trong cơ thể. 36 đạo cấm chế trực tiếp luyện hóa 6 đạo. Không được, nơi này vẫn không an toàn, Trương Thanh nghĩ một cước đá tỉnh Hắc Long, để hắn biến thành bản thể, mang theo Trương Thanh tiếp tục bay về phía đông vẫn là trong nhà mình an toàn, khi Hắc Long sắp bị mệt thành tử long thời điểm, rốt cục đi tới phương trượng tiên sơn. Hắc Long nhìn tiên cảnh mây mù lượng lờ trước mắt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Nơi này cư nhiên còn có tiên cảnh như thế, bản Long ở chung quanh tu luyện vô số năm cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Trương Thanh cũng mặc kệ Hắc Long si ngốc này, gọi bốn vị đồng tử viên hồng tới, dặn dò một tiếng rồi đi bế quan. Càng không định muốn mau chóng luyện hóa, miễn cho đêm dài lắm mộng a à, phải biết rằng đây chính là sau này hồng quân lão tổ đồ vật hiện tại trời xuôi đất khiến bị trương thanh cho lấy được trời cho không lấy ngược lại chịu trách nhiệm trương thanh liền cười nhận vừa vặn hắn còn không có một kiện pháp bảo phòng ngự ra hồn cực phẩm tiên thiên linh bảo này không phải thích hợp sao vì thế kế tiếp ngàn năm trăm năm bên trong trương thanh liền một lòng luyện hóa càng không đỉnh trong lúc đó cũng thỉnh thoảng đi ra chỉ điểm bốn người viên hồng tu luyện một chút, có đôi khi hắc long cũng mặc dậy cùng nhau nghe, đáng nhắc tới chính là trong 500 năm này, viên hồng, viên linh đã thăng cấp huyền tiên hậu kỳ, kém một bước đã đến kim tiên cảnh. Hạc Minh, Hạc Vũ cũng tới thiên tiên cảnh đỉnh phong.